La 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 la. Ôi trời má! Con ơi, là ông. Ông. Hả? Cái gì vậy trời? Sao ông lại dọa ma con? Ông vừa mua bộ này để cho cháu gái ông hóa trang Halloween. Đẹp không? Còn chả thấy đẹp. Sợ chết đi được. Ôi ôi ma, ma. Ma nào ông? Con mà. Con không mua đồ nữa. Gớt mất quần con rồi. Con đi về. Chị thật là nhát gan. Ông cũng sợ nữa đêm này. Con chào ông. Ừ? Ủa, ông có cái cánh gà ngon thế. Cánh gà rán đó con. Ông làm cho em ăn đấy. Không bán đâu chị ha. Chị bảo cưng này, đồ ăn mình có thể làm tiếp, nhưng tiền thì không phải kiếm lúc nào cũng được đâu. Con nói cũng có lý. Thế nào con? Hôm nay không được nợ thì ông cháu em mới bán. Hôm nay nhá, chị không bao giờ nợ, ok? Bình thường ở ngoài bán 15.000, thơm tự dán nó ngon hơn nên ông bán 20.000. Con xin. Ngon quá ông ạ. Ông cho con chịu, mai con trả tiền nhá. Nói từ đầu là không được nợ mà chị. Chị có nợ đâu. Chịu khác, nợ khác. Em không biết à? Con chào ông. Nó lại chơi chứ cả với mình như lệ. Chiếc bánh này màu xanh màu đỏ, mua nó về chẳng bán được ai. Sao lại không bán được cho ai? Ông bán cho con nè. Ông biết rồi mà không bán nợ. Tiền thì bán, không tiền thì thôi. Ông đừng đánh giá con qua vẻ bề ngoài nhá. Con đầy tiền. Ôi, nay con nhiều tiền nhỉ? Ông sai rồi. Thế lấy một màu xanh hay màu đỏ? Con phải thử, ngon con mới lấy. Tưởng gì, thử đi con. Bánh ngon hết sảy, không ngon không lấy tiền. Ôi, ngon thật đấy ông ạ. Hộp màu xanh, màu đỏ để chiều về con mua nhá. Chứ tiền này mẹ con cho đóng học đây. Mua mẹ con bánh chít ông ạ. Ồ, thế lại rửa môi ông ạ? Dạ không, chiều về con mua. Con chào ông, con đi học ạ. Thật là chan. Hai hộp còn nguyên. La 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 la. Con chào ông. Ông bán cho con cốc băng rồng đỏ. Oh no. Hôm nay ông không bán chịu nữa đâu. Nỗ nắm rồi. Ông lại nhầm rồi. Hôm nay á, con có cả 100.000. Vừa mua vừa trả nợ ông luôn. Chị nói thật không? Chị là mất uy tín lắm đây nhá. Hả? Ông có tin con không? Hay thôi, con về. Có à? Ông thà tin con còn hơn là mất khách. Đây, rồng đỏ của con đây. Dạ, con xin. À, ngon quá. Đây là cọc 100.000. Con trả ông. Con chào ông, con về. Đếm tới sáng mai à ông? Trả tiền cũng khổ mà không trả tiền cũng khổ. Đếm đi con. Con chào ông. Ôi trời ơi. Con hôm nay bị điện giật hả con? Ông chả biết gì. Kiểu tóc si ao của con. Ông lại bảo điện giật. Si ao là cái gì? Từ từ, con quay thử một vòng ông xem nè. Con chỉ xoay một lần duy nhất thôi nhá. Ai chả? Nhìn cũng được, nhưng chả ra gì. Ông chẳng biết gì về chen và nghệ thuật cả. Thôi, ông bán cho con một băng rồng vàng đi. Chen thì ông biết, nhưng nghệ thuật tóc điện giật thì giờ ông mới thấy. Rồng vàng đây. Con xin. Đã thế, con nợ ơn nợ nặng nợ. Con chào ông con vẻ. Nhìn buồn cười, vẽ trưởng.
của ông nè. Ông xin. Hôm nay sao ông hậu đậu thế, đổ hết kẹo mút ra sàn. Hôm nay ông hơi chóng mặt. Cháu gái ông đâu, sao không ra giúp ông? Này em ốm, đang nằm ở nhà một mình, ông lại phải bán hàng. Ông đang ôm nước gì vậy, bán cho con một cốc. Xoài cốt dừa, ngon lắm. Ngon quá, con gửi ông tiền. Thôi, con chào ông, con về ạ. Này con, quay lại đây ông cho cái kẹo mút. Dạ, con xin. Cũng may hôm nay có tiền, chứ ông ốm như vậy, nợ ngại chết. Ông ơi, ông đang làm món gì vậy ông? Ông đang làm bánh tráng trộn. Cháu gái ông nó thích ăn món này lắm. Thích gì chả thích, lại đi thích bánh tráng trộn, con chả thích ăn. Ừ, ông có làm cho con đâu mà con thích. Nhưng mà thơm thật ông ạ, con thử miếng được không? Được. Ông làm bánh tráng trộn, ngon sớm một luôn. Để ông đi lấy cái đũa. Cần gì đũa hả ông? Con này, sao con bảo không thích ăn cơ mà? Thật sự nó đi bánh của cháu gái ông rồi. Tại ông làm ngon quá, con xin lỗi ông. Thôi, ông làm đĩa khác cho cháu ông đi. Con phải về đây, không mẹ con la. Con chào ông. Vị khách báo, quá báo. Thế mày mồm cái xin xét, con không thích ăn. Ông ơi, con mới đi học về. Ủa, ông đang làm gì vậy? Ông đang làm bánh tiramisu cho con ăn. Ngon luôn. Ôi, nay là ngày gì mà toán ăn là ăn. Ở lớp con ăn liên hoàn no lắm rồi, không ăn được nữa đâu. Con chào ông. Em không chào chị à? Dạ, chào chị ạ. À. Ngoan. Ông lấy cho con cái bánh con ăn, chứ trưa nay mẹ con không có nhà. Ở đây con, bánh tiramisu mới làm, ngon lắm luôn. Dạ. Không được, bánh ông làm cho con mà. Như thế này, có mua được bánh không? Thế còn được. Ui, ngon quá, con chào ông con về. Tưởng con no, thấy tiền đổi thái độ nhanh thế. Tiền à ông, mình không ăn được bánh thì mình phải có tiền.